Đây là mình móc xong 30 hàng như thế này là chúng ta sẽ có được bên hai vai của cái túi. Móc túi á, nó cũng không có gọi là lau, tại vì nó chỉ chung một loại móc, nhưng mà nó lau là do chúng ta sẽ đáp từng thứ nên sẽ hơi lau. Khi móc cái túi xong như thế này này, này chúng ta đã có cái được cái phần quai, cái phần lưng của túi. Và bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn móc cái phần cái bên hông của túi như thế này. Còn cái phần mà chúng ta để phía trên là cái phía trên chúng ta ráp dây rít nè, như thế này. Mình đã móc xong như thế này các bạn đo này, nó gần bằng với cái đáy ở trong, nhưng mà chúng ta sẽ trừ hao á, để chúng ta mai vô như thế này. Để chúng ta sẽ trừ hao ra hai hàng để chúng ta mai vào trong như thế này nha các bạn. Đó, ở đây thì cái phần mà móc cái phần mà ở trên như thế này này, dây kéo á, nó cũng đơn giản, nó giống như bạn móc cái phần thân túi như thế này thôi. Ở đây thì mình móc 48 mũi bính nha các bạn, 48 mũi bính. Cái túi chúng ta móc là 47 mũi, nhưng mà ở phần này chúng ta móc 48 mũi để phần này nó hơi rộng so một xí, để chúng ta lắp dây rít, dây kéo. Chúng ta sẽ móc ở đây mình móc hàng đầu tiên á, thì chúng ta sẽ móc một hàng mũi đơn như thế này, là tất cả là mũi đơn hết, 48 mũi. Sau đó thì chúng ta giống như cũ, chúng ta móc giống như cái túi này, 2, 4, 6, 7, chúng ta sẽ móc 7 hàng mũi tăng đây này. Sẽ có hàng cuối cùng chúng ta sẽ móc mỗi mũi là mũi đơn, tại vì cái phần này nó giống như cái túi nên mình sẽ không hướng dẫn. Các bạn lưu ý là móc như thế này các bạn nghĩ nó sẽ nhỏ nè, nó sẽ có, tại vì cái túi này chúng ta sẽ tạo cái độ sau cho cái túi như thế này này, nó sẽ nhỏ như thế này đó, để nó không có bành quá to, nó giống như là một cái hộp nên sẽ rất là xấu. Còn cái phần mà để ráp cái miếng canvas vào cái túi như thế này này, các bạn cũng có thể mai cái này trước. Lúc đầu mình cũng đã nói rồi, các bạn đo sẵn này, ở đây mình đo sẵn như thế này và các bạn ráp nó đặt đánh dấu nè, ráp ở trên đây, ráp ở trên đây như thế này, để cái phần túi nó sẽ không quá cao, nó cao nó sẽ rất là xấu. Chúng ta ráp xong các bạn cứ mai sẵn á, đánh dấu bằng các bạn cứ mai sẵn bằng như thế này, sau đó chúng ta cứ mai dây rết. Ở đây á, các bạn tùy thích, do mình thích cái loại mà dây kéo sắt như thế này nên mình sử dụng là dây đen nè. Các bạn cũng có thể sử dụng dây cùng màu, mình sử dụng dây đen thì nó sẽ đẹp hơn. Các bạn lưu ý là nếu nó dài quá thì các bạn sẽ cắt bớt, không nếu mà không cần cắt các bạn sẽ cái mai chồng vô, mai chồng như thế này. Tại vì cái nếu mà các bạn sử dụng dây nhựa, dây bằng nhựa thì nó sẽ rất là dễ cắt, còn ở đây mình sử dụng dây sắt á, thì nó sẽ khó cắt hơn, nên mình sử dụng mình sẽ mai chồng như thế này. Mấy cái phần đó thì mình không hướng dẫn với các bạn, tại vì nó hình như nó rất là bình thường, chỉ cần là mai vô nên mình sẽ không hướng dẫn phần đó. Mình chỉ hướng dẫn cái phần móc và ráp cái túi thôi, nên cái phần đó các bạn có thể tự làm nha. Các bạn có thể mai trực tiếp vô đây này đó. Ở đây cái phần đáy á, mình không may hết nha các bạn, mình chỉ may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ý là may mấy cái điểm như này để nó không có bị hở quá. Nếu mà các bạn may hết cũng được, nhưng mà may hết thì ở phía ngoài nó sẽ lò chỉ, nó sẽ không có đẹp. Thứ hai là may vậy nó sẽ rất là tốn thời gian, nếu các bạn muốn kỹ thì vẫn có thể may, còn không thì thôi. Thứ hai nữa là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình dây xích như thế này. Các bạn cũng có thể sử dụng bằng dây móc luôn, nếu mà dây móc thì nó sẽ hơi thô, nó không có đẹp. Tại vì các bạn nếu có thể làm cái ví nhỏ thì bạn có thể sử dụng bằng sợi thô này luôn. Còn nếu mà các bạn sợi to thì nên sử dụng cái dây xích này, nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Ở đây mình mua khoảng 1 mét. Các bạn này nếu mà ở mấy cửa hàng mà nó bán kim chỉ mấy cái nút áo á, hình như nó cũng có bán mấy cái phần này. Không thì các bạn có thể đặt ở trên mạng á. Và bữa trước mình cũng coi trên mạng cũng một số họ bán là tầm khoảng với giá hình như là từ 25 đến 30.000 một mét. Nếu mà sẵn tiện các bạn mua thì các bạn sẽ mua nhiều thứ, sẽ đỡ tốn tiền ship hơn là chỉ mua một dây 30.000 mà tiền ship cũng gần 30.000 rồi. Rồi, bây giờ mình phần bỏ qua nhé. Nè, tất cả dụng cụ chúng ta có này là thân của túi, nhựa canh vá, cái phần mà gắn ở trên dây kéo, dây quai, cái dây xích để túi và dây kéo. Đây là những phần mà chúng ta cần để làm túi. Còn phần cuối cùng á, thì hôm nay chúng ta sẽ móc cái quai của cái túi như thế này. Ở đây mà các bạn nên lưu ý là mình mua cái phần mà để nối dây quai á, không cần quá to, nó vừa vừa nhỏ như thế này. Đây như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ gầy mũi. Các bạn móc cho mình 20 bính nha các bạn. 1 nè, 2, 3. Đầu tiên thì chúng ta sẽ móc mỗi chân mũi là một mũi đơn như các bạn. Chúng ta sẽ đâm ở hàng thứ hai như thế này. Này, bạn móc mỗi chân mũi cho mình một mũi đơn cho đến hết hàng nha. Khi móc xong là chúng ta sẽ quay lại, bắt đầu chúng ta sẽ móc tương tự những cái phần ngược của thân túi. Chúng ta lên một bính như thế này. Rồi chúng ta sẽ móc 2 mũi chung một chân như thế này và bỏ một cái chân kế bên. Chúng ta móc như vậy đến hàng chúng ta móc như vậy thêm 20 hàng nữa, có nghĩa là 20 hàng mũi tăng như thế này nha các bạn. Này, chúng ta móc như cái thân túi vậy. Các bạn móc đến hàng thứ 20 rồi các bạn sẽ dừng lại nha. Này, các bạn móc đến hàng 20 nha, có hàng rồi. Các bạn lưu ý như hai cái bên phần mặt cũng như thế này nè, nó sẽ khác nhau. Cái phần đây nè, các bạn canh ở cái phần mà chúng ta lấy bánh hàng đầu tiên nè, chúng ta hàng móc đơn đầu tiên này, chúng ta sẽ bỏ phần móc đơn nó tính ra này. Đây chúng ta các bạn lưu ý nha, cái này là 2 hàng nè, một chụm nó thành hình tròn nha các bạn. Chúng ta sẽ tính là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ở đây lẻ nè. Nếu tính theo mặt bên đây á thì là 2, 4, 6, 8, 10. 10 là 20, nó sẽ không tính nó dưới đây là bởi dưới đây nó đã chẵn rồi nè. Tại vì hai mặt các bạn nhìn kỹ nha, cái phần mà chúng ta nói dây nè với cái phần bên đây nè, cái số hàng nó sẽ khác nhau. Do ở đây nó có một hàng bên đây, khi bạn móc á, nhìn nó sẽ là ra thành 2 hàng nè, là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 là 22. Còn bên đây nó lẻ một hàng ở đây, lẻ một hàng ở đây thì nó sẽ là 22 hàng, là tính là khoảng là 11 hàng đôi á. Khi các bạn lưu ý nhớ nha, là cái phần mé bên đây nó giống như bên đây này, là cái móc nó sẽ nằm ở bên ngoài như thế này đây. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái móc để nói cái dây quai. Các bạn chú ý là các bạn kẹp lại như thế này đây, rồi các bạn xác định nó sẽ nằm ở giữa như thế này. Đây chúng ta sẽ đếm nè, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 là khoảng 20 bính. 20 bính là nó nằm ở giữa như thế này, nó sẽ 20 chân mũi chứ, nó sẽ chiếm tầm từ khoảng 4 bính, lộn 4 chân mũi, là các bạn trừ ra là còn 16 chân mũi thì bạn sẽ móc mỗi bên đây là 8 chân mũi. Chúng ta sẽ móc bình thường như thế này. Chúng ta vẫn móc mũi hoa như này luôn, chúng ta móc tiếp nè, chúng ta sẽ móc 8 chân mũi. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ lên bính nè. Này. Đây là 1 nè, 2 là 3. Các bạn cái đếm cái phần mà chúng ta bỏ qua cũng là một chân mũi, cứ đếm đủ 8 chân mũi nha các bạn. Nhưng mà chúng ta sẽ móc bình thường theo kiểu tròn như thế này. Đây nè, là 1 2 3 4, 4 chân mũi rồi. Đây thứ 5 là thứ 6. Ô cha bé nhóc đó của mình nó phá. Đây, chúng ta móc xong như thế này. Rồi mình sẽ nói dưới đây. Các bạn để như thế này nè, chúng ta sẽ móc lòng qua bình thường nha các bạn. Này. Đây nè. Này chứ nhầm. Đây. Nè, các bạn để ý kỹ nha. Nè. Nè, các bạn lòng ở phía dưới dây này nha các bạn. Kéo nó qua để cho nó nằm ở phía trong dây á. Đây. Như thế này. Các bạn lưu ý là cái phần ở trong đây nè, mình móc là mũi đơn bình thường nha các bạn. Nè, các bạn nhìn kỹ lại nha. Mình móc phía dưới cái cây này như thế này. Này. Mình kéo qua. Đó, mình móc phía dưới cái khanh ngang ở dưới nha. Rồi chúng ta mới kéo qua như thế này. Rồi tiếp tục. Này, đây nè. Kéo qua. Chúng ta thọ ở giữa nè. Rồi chúng ta kéo sợi dây qua. Đó, như thế này nó mới dính nha các bạn. Đây. Rồi. Móc tiếp tục. Chúng ta kéo qua như thế này. Các bạn nhớ rõ trong đây nha. Chết chà rồi. Này. Rồi bây giờ chúng ta vẫn móc bình thường. Khi móc xong chúng ta vẫn móc bình thường là mũi tròn nha các bạn, là 2 chân mũi, 2 mũi một chân như thế này. Rồi chúng ta sẽ bỏ qua chân mũi kế, chúng ta móc chân mũi kế bên như thế này cho đến hết hàng. Các bạn lưu ý nha, nếu các bạn làm đúng theo số mũi của mình hướng dẫn á, thì các bạn có thể theo số lượng liệp của mình. Còn nếu mà không đúng á, thì các bạn tùy thích á, cái sở thích của mình là như cái thân túi nó cao hay thấp, tùy nha các bạn. Đây, khi chúng ta móc xong như thế này nó sẽ giống như thế này. Thì chúng ta sẽ móc thêm 1, 2, 3, 3 hàng như vậy nữa. Chúng ta xoay ngược và móc tiếp tục. Các bạn cứ kéo xuống đây nè, chúng ta sẽ móc cứ bình thường, móc thêm 3 hàng nữa nha các bạn. Đây, khi chúng ta móc xong nó sẽ như thế này. Đây, các bạn móc xong như thế thì chúng ta bắt đầu sẽ rút các một đoạn. Các bạn không cần thiết nó phải chừa dài, do mình cứ chừa dài để mất công, lúc mà mình sợ nó ngắn quá thì nó sẽ thiếu. Xong chúng ta sẽ cút lại như thế này. Rồi để lúc mà sau khi chúng ta nối vào cái thân túi á, mình sẽ mai lòng vào trong như thế này, mình không thấy sợi dây nha các bạn. Cái đó mình cắt trừ hao. Những phần hoàn thiện nè, đây là những phần hoàn thiện chi tiết nè. Đây là bên hông của túi nè, bị móc quai như thế này. Phần này là cái phần bìa canvas để tóc hông. Ở đây mình sẽ mai sẵn cái phần mà để gắn dây kéo như thế này nha các bạn. Đây, ở đây mình bữa trước mình cũng đã phần lúc đầu mình cũng đã hướng dẫn các bạn đo để cho nó đều hai bên như thế này. Còn ở phần túi á, thì mình đã mai sẵn vào cái túi như thế này để ở khi mà chúng ta mai cái sợi canvas này vô á, nó sẽ không thấy cái phần mà chỉ ở trên đây. các bạn sẵn may trước nè. Ở đây mình tùy thích cái độ dài rộng các bạn. Ở đây mình vừa như thế này, mình tầm khoảng nhiêu đây, khoảng bao nhiêu bính ta, mình đo sẵn như thế này. Bạn nhắm đều hai bên như thế này này, này mình nhập như thế này bên nó đều tầm khoảng ở đây là 2 bính thứ 2 4 6 8 10 12, tầm 10 14 2 4 6 8, đúng rồi. Ở bính số 14 từ ở phía trong đây điếm vô và chúng ta móc ở hàng số canh ở hàng đây này, 1 là 2 3 ở hàng thứ 3, 3 hàng sát như thế này, bên đây cũng vậy là 3 hàng sát như thế này, mình đã mai sẵn đây. Lý do là mình cái phần này mình chừa nè các bạn, nếu mà đo lại này nó sẽ rất nhỏ so với cái cỡ này, tại vì để nó tạo cái độ như thế này. Mình đo sẵn cho các bạn coi nha, đây là nó sẽ nhỏ hơn so với kích thước này nè, để nó tạo cái độ hẹp á, nhìn cái túi nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ cái phần mai á, mình sẽ không hướng dẫn, tại vì phần mai mình nghĩ là chắc bạn nào thì cũng sẽ biết thôi, nên không cần hướng dẫn kỹ. Mình chỉ hướng dẫn cái phần lại, cái phần này mình đã hướng dẫn xong rồi thì các bạn cứ mai lại. Mình chỉ hướng dẫn cho bạn cái phần mà móc vào cái thân túi. Tính ra thật ra là móc cái vào thân túi nó rất là dễ. Đây, cứ như này các bạn có bao nhiêu 4 bính này, mình móc đều lên và giấu dây thôi. Còn cái phần mai phần này á thì các bạn cứ đo đều như thế này rồi các bạn mai. Các bạn cứ mai thì lúc chắc nếu mà chúng ta đã lấy 48 bính á, thì chắc chắn cái phần dây này nó sẽ dư so với cái số liệu trong đây. Tại ở đây á, cái này này chúng ta đo chúng lắm nào cũng phải chừa một khoảng nè nên sẽ dư ra. Và cái phần này thì chúng ta lúc mà chúng ta mai vào chúng ta sẽ mai thêm cái phần này để cho nó dính lại như thế này. Đây. Còn cái phần này bây giờ thì khi đã đủ hoàn thiện xong rồi á, các bạn hoàn thiện xong các bước chi tiết giống như là các bạn mai vào đây, móc cái phần mà bên hông túi, mai cái dây quai vào cái túi như thế này, thì bắt đầu chúng ta sẽ mai vào cái phần này. Các bạn đo đi mà mai vào cái tấm canvas này nè, tấm nhựa canvas này vào cái túi. Khi các bạn mai xong rồi hẳn á, các bạn hẳn sau đó mình mai thân túi bên hông túi, sau đó mình chúng ta mới mai dây rít. Tại nếu mà chúng ta mai rồi lúc mà cái thân túi này sẽ rất là khó. Sẽ có một số anh chị họ sẽ hướng dẫn cho các bạn mai cái phần vải vào bên đây hông luôn. Mình thì không cần mai, nếu các bạn muốn mai vải vào bên hông này cũng được, không cần sợ canvas như các bạn, như vậy nó sẽ rất là cứng. Mình muốn để luôn để cho nó có bộ độ mềm á, nó không cần cứng quá. Rồi bây giờ thì các bạn cứ hoàn thiện các bước chi tiết đã, giống như là mai cái phần dây túi này, mai cái phần nắp ở phía trên này, sau đó mai cái tấm vải bằng nhựa, sau đó mình sẽ mai ráp vào đây nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ mai ráp vào đây để tạo độ đứng của túi như thế này đó. Rồi các bạn cứ thực hiện nha. Đây là mình đã ráp xong rồi nha các bạn. Bên đây mình làm đây nè, cái phần thân túi mình như thế này đó. Ở đây mình ráp, các bạn ráp cũng rất là đơn giản nè, các bạn chỉ đo ngang thế này, mình móc mũi đơn vô là được. Đó. Còn cái phần mà đây trên đây nè, mình đã ráp phần cái dây rít như thế này rồi, cái phần cái bằng chỉ cần mai lại là được. Đó. Vậy bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ráp phần này lại với nhau nha. Các bạn lưu ý nè, mình sẽ móc ở từ cái phần dưới dây đít này đi xuống, do ở đây mình may sẵn rồi nè, giống như bên đây nè, từ phần dây đít đi xuống để nó tạo cái độ sâu phía trong, nên nhìn nó không có bị to nè. Này, nó sẽ che mắt như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện các bạn giống như là các bạn chắp dây vậy đó, các bạn chỉ này. Rồi các bạn móc mỗi mũi là một mũi, móc đơn là được. Rồi như thế này. Các bạn móc như vậy cho đến hết hàng. Các bạn đo kỹ nha. Rồi các bạn sẽ móc ở phía sau ra như thế này. Rồi. Rồi sau đó mình móc qua. Đó. Các bạn cứ làm tương tự như vậy đến hết qua phần ở phía bên kia là được. Này. Đó. Này, như thế này là mình đó. Để mình các bạn cứ móc đều mỗi mũi là một mũi đơn nha các bạn. Rồi. Này. Này, như thế này. Các bạn móc như vậy cho đến hết hàng qua bên kia rồi mình sẽ hướng dẫn tiếp nha. Đây, khi bạn móc xong như thế này, nó có hình dạng như thế này, rồi bạn cứ thắt dây lại là được. Này. Còn những phần này, còn về cái phần mà các bạn muốn dây quai á, dây quai thì cái nằm phần tùy các bạn có thể mua dây sắt hoặc là bạn có thể móc thành sợi dây quai với nhau. Ở đây mình mua phần dây sắt. Đây là tùy ý các bạn. Còn về cái phần trang trí á, này ở đây mình phần trang trí như thế này, trang trí đơn sơ này, rộng rãi, mình có thể mang một ngăn nhỏ như vậy ở trong đây nè, để mình sử dụng đựng những cái vật nhỏ. Ở đây mình vừa đủ một cái điện thoại. Hướng dẫn túi như thế này mình đã nói từ đầu rồi, các bạn có thể sử dụng cái mà dây kéo nó cùng màu như thế này, nhưng mình sử dụng dây sắt á thì nhìn nó đẹp hơn. Các bạn tùy thích sở thích của mọi người. Còn cái phần này nè, đây rồi cái phần móc như thế này, các bạn có thể mua mấy cái hạt đính cườm á, mình đính trực tiếp luôn cũng được, không cần móc như thế này. Cho mình muốn đơn giản cứ móc như thế này là được. Đây mặt trước nè, mặt sau mình có thể cầm khâm như thế này, hoặc là bạn mua phần dây quai á, làm cái dây quai cho cái túi. Đây là cái túi đã hoàn thành rồi nha các bạn, rất xinh như thế này. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Các bạn nếu hay thì các bạn hãy bấm like, share và subscribe để ủng hộ kênh mình làm video tiếp theo nha. Nếu có gì thắc mắc các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các bạn. Có gì khó khăn cứ comment bên dưới nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại vào video tiếp theo. Bye bye.